Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi nhớ liên hệ ủng hộ em Lợi. Bên em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin quay review chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới lấy về, một chiếc xe khá là bình dân. Vâng, đúng nghĩa là một chiếc xe bình dân, xe chỉ là phương tiện đi lại, xe Chevrolet Captiva sản xuất năm 2009, số sàn màu đen, sử dụng động cơ 2.4 máy xăng, xe sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Một chiếc xe Captiva 7 chỗ ngồi. Về form dáng chiếc xe này thì em không phải nói, khá là đẹp. Màu đen xe được trang bị khá là nhiều đồ chơi như màn hình này, rồi là giá nóc. Toàn bộ xe trang bị la răng đúc khá là đẹp. Chiếc xe bên em đang chào bán với giá hơn 200 triệu một chút. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265. Về giá chốt thì các bác cứ, bác nào mà muốn chốt nhanh, nhiệt tình thì chuẩn thì chỉ có đến xem xe và chạy thử thì bên em chốt. Còn giá thì em không công bố giá trên video, tại vì mỗi lúc em hạ giá hoặc là em cắt lỗ là em sẽ đăng giá ở dưới tiêu đề là cho quý anh chị xem. Toàn bộ chiếc xe này thì đèn pha và bốn cánh cửa cốp trước cốp sau kính đều là zin theo xe hết, toàn bộ keo chỉ em đã kiểm tra không có bị đâm va biến dạng vỡ kính vỡ đèn hoặc là trùn sắt xi. Về máy số thì nguyên zin từ đầu, không có dấu hiệu bị ngập nước, máy nguyên hơ chưa làm lại hơi. An ninh pháp lý thì tên tư nhân, biển Hà Nội, sang tên đầy đủ cho quý anh chị nào mà có nhu cầu sang tên. Nếu bác nào Hà Nội thì em làm trong ngày là xong. Và toàn bộ đây là đèn pha bixilon zin theo xe, mặt ca lăng khá là đẹp và sơn zin khá là nhiều nên rất chỉ là bóng và đẹp. Với tình trạng chiếc xe sử dụng 11 năm không đâm va, chạy đường số phố rất chỉ là an toàn. Và toàn bộ kính là kính zin theo xe đấy ạ. Đấy, toàn bộ kính là kính zin theo xe hết. Và đặc biệt là đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 5 2021. Nên là quý anh chị yên tâm về sử dụng. Toàn bộ đèn hậu là zin theo xe hết. Quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi nút màu đỏ ở dưới thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Đây, góc quay này thì các bác nhìn thấy cái đường gân của chiếc xe này khá là mới và đẹp. Về phần lốp của chiếc xe thì bác chủ trước mới thay nên là toàn bộ lốp nó khá là dày, nên là quý anh chị yên tâm. Đây, cái xe nó đi ít nên là nhìn cái má phanh này nó rất chi là sáng. Đấy, từ cái má phanh nó rất chi là sáng và đẹp. Và sau đây em hướng máy quay vào phần nội thất bên trong của chiếc xe. Về toàn bộ nội thất thì được bác chủ trước cho bọc nội thất ghế da màu kem khá là đẹp đấy ạ. Nội thất ghế da màu kem, táp ly bóng khí nguyên zin và cực kỳ mới. Màn hình DVD. Điều hòa âm thanh thì bên em đã test kiểm tra khá là mát và âm thanh nghe cực kỳ là ok. Đây là toàn bộ nội thất phía trước của chiếc xe. Xe được trang bị lớp trần nỉ nguyên bản, rất chỉ là sạch đẹp và nguyên zin. Và đây toàn bộ hàng ghế phía sau cực kỳ mới và đẹp. Với chiếc xe 7 chỗ phân khúc tiền hơn 200 triệu, quý anh chị sở hữu ngay được một chiếc xe cho gia đình, chất lượng khá là ưng ý, không đâm va, máy số
chạy rất chi là ổn định và nguyên zin từ đầu. Toàn bộ các cái phần đinh bấm, đinh dập từ phía sau và đèn hậu là nguyên zin hết đấy. Ốc cốp sau, chỉ cốp sau không có dấu hiệu bị tháo lắp. Với các cái hai bên thành này, rất chi là đẹp, và góc quay từ dưới lên thì hàng ghế nội thất này cực kỳ đẹp và mới. Toàn bộ 4 táp ly cánh cửa em đã kiểm tra đều là chỉ zin theo xe. Quý anh chị không tin cứ đến, nếu mà phát hiện không còn zin em bồi thường thiệt hại cho quý anh chị 10 triệu tiền mặt đi lại. Với cái chất tay nắm mở cửa này cực kỳ đẹp và bậc lên xuống. Cột là sơn zin hết toàn bộ, ốc chưa có dấu hiệu tháo lắp ở các bản lề. Đây là toàn bộ hai cánh cửa bên lái của chiếc xe. Nguyên bản từ đầu cực kỳ đẹp và chỉ nguyên zin. Ốc bản lề, ốc cánh cửa tem mác nguyên zin hết từ đầu đấy ạ. Bàn đạp phanh ga khá là mới đây. Vâng, về chất máy và hộp số thì khá là nguyên bản từ đầu. Toàn bộ máy khô dầu không có dấu hiệu bị dớm dầu và toàn bộ rất chi là sáng và đẹp. Đây là toàn bộ các cái thanh răng đầu là sơn zin hết toàn bộ. Tem mác nhà máy còn nguyên. Ốc cabo, chỉ cabo là nguyên zin đấy ạ. Cabo là chưa có dấu hiệu bị làm lại và nguyên bản từ đầu. Các cái phần nhựa của chiếc xe rất chi là sáng và đẹp. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây, khá là êm. Vâng, toàn bộ chiếc xe thì vâng, vừa rồi em vừa chào bán toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Chevrolet Captiva sản xuất 2009 số sàn, máy xăng. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 0900. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.